À, em vào đây lập nghiệp 2 năm rồi đúng không? Vâng, em vào đây lập nghiệp được gần 2 năm rồi. Và mọi thứ đối với em thực sự là lúc mà mới đầu vào rất là khó khăn. Nấu ăn các thứ này. Em nấu ăn được hả? Vâng. Không tin. Lúc nào buổi đêm về cũng chắp tay lên trán nghĩ là ôi trời, ngày mai phải ăn cái gì đây? Ra chợ mua món gì đây? Nấu cái gì đây? Nói đùa vậy thôi nhưng mà mình quay trở về chủ đề chính. Vâng, em nghĩ là phim này thì cái ca khúc mà em chọn ấy, đó là bài hát Hương Thần của nhạc sĩ Thanh Bùi. Ôi bài đấy khó ạ. Sau đại là hát cái câu này chị nhá. Em làm chưa được không? Chị thấy được á. Duyệt, chị Duyệt. Chị mà đã duyệt thế thì em sẽ làm tới luôn. Cô ấy cũng có một vũ khí nguy hiểm đấy. Và thời khắc quyết định sẽ là ở trên sân khấu. Vào đời em như ngôi sao rạng ngời, tâm hồn tuyệt vời, vẻ đẹp này không hề xanh. Trong em anh nghe thật nhiều, anh nghe thật nhiều đêm lo lắng suy tư để làm gì. Buồn phiền sẽ làm đời em tàn hương sắc. Hương ơi hương ơi quên một lời, một lời khuyên với người tôi yêu dấu. Hương ơi giúp một lời, nàng là thần tiên, nàng là thần tiên, vì sao nàng vương vấn. Hương thần trên giá cao, người là công bằng nhất thế gian. Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, rằng nàng là giác hương, không ai bằng em giữa muôn phương. Hương thần trên giá cao, công bằng nhất thế gian. Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, làm sao nàng vẫn vương, rằng trên thế gian không ai đẹp xinh như nàng. Yeah. Come on. Lộn và tìm nữa, sự thật mọi thứ đã tan vỡ. Bài học về hạnh phúc dường như là chưa đủ. Con đường mà chúng ta đã đi qua từng chừng chỉ như là một giấc mơ mãi không bao giờ cũ. Gương thật, wake up and see baby. Từng khoảng lặng xuất hiện trong tôi, từng câu hỏi tự đặt ra, không có lời giải đáp. Nothing to say, vẫn căm bộ, vẫn hàng cây, vẫn ánh đèn lẻ loi, vẫn nói thân quen mà sao giờ đây đứng trước tất cả cảm xúc của anh trở nên thật vô nghĩa. Đó là Đỗ Xuân Sơn. Và quý vị đã nhớ mã số bình chọn chàng trai này chưa? Nhớ chưa? Hãy soạn tin 11 gửi về tổng đài 6258 để thể hiện sự ủng hộ cho Đỗ Xuân Sơn. Chúc mừng bạn, xin mời trở lại phòng truyền thông. Và chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo.